sau khi rất nhiều cơ quan chính quyền địa phương báo cáo về hoạt động cứu trợ thì mới đây nhất người trực tiếp nhận tiền từ thiện của thủy tiên bất ngờ lên tiếng mong chính quyền vào cuộc với một lý do bên cạnh đó cũng vướng loạt lâm sơn thiện nguyện như thủy tiên nhưng ông đoàn ngọc hải vẫn kiên quyết theo đuổi hành trình hỗ trợ đến cùng gần hai tháng tri kỷ ra đi ca sĩ mạnh quỳnh tiết lộ nhiều dự định gian dở với cố nghệ sĩ phi nhung bất mí về hôn nhân 17 năm ở mỹ với vợ đáng chú ý nam nghệ sĩ gạo cội thương tính bị chỉ trích vì kể lễ khi dùng hết tiền mạnh thường quân giúp đỡ nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi nói rõ lý do không tiếp tục kêu gọi quyên góp ủng hộ. Trong chuyên mục mẹo vặt hôm nay, Ibis sẽ mách bạn những thực phẩm hỗ trợ ngăn ngừa cảm cúm. Tất cả sẽ được cập nhật trong điểm tin giải trí tối ngày 25 tháng 11 trên kênh Ibis. Ngay sau đây, mời mọi người đến với phần tin chi tiết. Người nhận tiền từ thiện của Thủy Tiên mong chính quyền vào cuộc. Suốt thời gian qua, câu chuyện từ thiện của nữ ca sĩ Thủy Tiên và nhiều sao Việt khác đã trở thành chủ đề bàn tán của cư dân mạng và dư luận trong và ngoài nước. Đặc biệt là khi cơ quan chức năng đã chính thức vào cuộc ra soát, thống kê và yêu cầu các địa phương nhận từ thiện làm báo cáo chi tiết. Mới đây, sau hàng loạt thông báo từ chính quyền nhiều tỉnh, huyện, thì một nhân chứng sống, người nhận 210 triệu đồng cứu trợ của Thủy Tiên cũng lên tiếng chia sẻ với báo Người Lao Động. Theo đó, ông Trần Văn Báu, 64 tuổi, trú tại thôn Tân Hòa, xã Tân Lâm Hương, là một trong những trường hợp đặc biệt nhận từ thiện gây tranh cãi trên mạng xã hội, khiến Thủy Tiên bị cho rằng để cảm xúc lớn ác, phát tiền của mạnh thường quân vô tội vạ, không có bất kỳ quy củ nào. Về việc nhận tiền hỗ trợ, ông Báu cho biết, năm 2020, trang trại chăn nuôi nhà ông mất trắng sau đợt lũ lụt, ước tính thiệt hại khoảng 500 triệu đồng, nhà lại đang nợ ngân hàng 200 triệu đồng, nợ người dân 150 triệu đồng. Do đó, khi rơi vào tình cảnh mất trắng trên, gia đình ông Báu gần như mất ăn mất ngủ. Vài ngày sau, khi đoàn từ thiện của Thủy Tiên đến cứu trợ, gia đình ông Báu ban đầu chỉ nhận 10 triệu như các hộ còn lại. Tuy nhiên, chính ông đã trình bày hoàn cảnh và nhận thêm sự đồng cảm từ phía nữ ca sĩ. Cho tới khi kiểm chứng được tình cảnh khó khăn của ông Báu, Thủy Tiên đã quyết định chi số tiền lớn hơn để hỗ trợ gia đình người này. Sáng hôm sau, họ đã lập tức ra ngân hàng trả nợ. Cụ thể, ông Báu chia sẻ các sĩ Thủy Tiên hỏi những người dân khác để kiểm chứng, rồi bất ngờ đếm tiền đưa cho riêng tôi thêm 200 triệu đồng nữa. Lúc đó tôi vui sướng, xúc động rồi khóc ai à luôn. Về lùm xùm của Thủy Tiên gần đây, bà Quý, vợ ông Báu bày tỏ, tôi còn biết một số người không có trong danh sách như kế hoạch ban đầu, cô ấy cũng cho mà không làm phiếu. Vì vậy tôi nghĩ, những ai được cho tiền mà không ghi phiếu thì nên báo cho chính quyền để họ thống kê cho đầy đủ, khỏi tội cô ấy. Được biết, sau 3 tháng nhận cứu trợ, ông Báu đã vay thêm 450 triệu của ngân hàng để cải tạo trang trại, chăn nuôi trồng trọt, và hiện đã tái nuôi được 7 con hưu, thả cá, bắt đầu vào kỳ thu hoạch, nuôi gà vịt lứa mới. Bạn nghĩ gì về ý kiến mong chính quyền vào cuộc để chứng minh thủy tiên trong sạch và việc hỗ trợ gia đình của ông Báu, bao Quý? Vướng loạt lùm xùm, ông Đoàn Ngọc Hải vẫn không từ bỏ công việc thiện nguyện. Mới đây trên trang cá nhân, ông Đoàn Ngọc Hải đã đăng tải bài viết về việc làm thiện nguyện sau khi vướng loạt ồn ào. Được biết, ông đã mang 1.000 đôi dép tổ ong nhiều màu sắc đến với các em nhỏ ở vùng cao. Cụ phó chủ tịch quận 1 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các em nhỏ vùng cao rất vui khi được xỏ chân vào những đôi dép màu sắc này. Ngoài ra, cuối bài viết, ông Hải còn ghi chú thêm những gia đình nào có người thân qua đời mà gặp khó khăn không có tiền trang trải, có thể đến nhà riêng của ông để lấy. Ông cũng không ngại công khai địa chỉ nhà để bất cứ ai cũng có thể đến mà không sợ phiền hà. Trước đó ông Đoàn Ngọc Hải cũng vô tình bị kéo vào những ồn ào xung quanh việc làm từ thiện của một số nhóm thiện nguyện nổi tiếng. Sau đó ông đã rất thẳng thắn trải lòng, làm từ thiện là niềm vui, không phải vì mục đích chính trị, là cái tâm có trong con người chứ không phải nghề để kiếm tiền. Làm từ thiện không phải để khoe khoang sự giàu có và trách mắng vô căn cứ, vô pháp luật đối với người khác. Vào hôm 1 tháng 11 Ông Đoàn Ngọc Hải đã đăng tải trên trang Facebook cá nhân nội dung sau kê ngân hàng lần 7 với 12 tờ từ ngày 12 tháng 3 năm 2021 đến ngày 31 tháng 10 năm 2021. Theo như ông chia sẻ, mặc dù không có mạnh thường quân nào yêu cầu sau kê, nhưng ông nghĩ đây là trách nhiệm, nên ông đã gửi báo cáo đầy đủ và các chứng từ lên trang cá nhân để mọi người nắm được. Trước đó, hôm 17 tháng 9, ông Hải đã công bố việc mình sau kê 5 ký giấy với nhiều ngàn tờ A4. Toàn bộ 5 ký giấy sau kê này, ông sẽ để tại một ngân hàng thuộc chi nhánh Thủ Đức, đường Đặng Văn Bi, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh để mọi người đều có thể giám sát. Bạn nghĩ sao về những hành động này của ông Đoàn Ngọc Hải? Mạnh Quỳnh tiết lộ dự định gian dở với Phi Nhung, bật mí về cuộc hôn nhân ở Mỹ. Sau khi cố nghệ sĩ Phi Nhung ra đi, Mạnh Quỳnh có lẽ là một trong những người đau đớn nhất, bởi anh không chỉ mất đi mảnh ghép của cặp bài trùng trên sân khấu mà còn phải vĩnh viễn rời xa người bạn tri kỷ, thân thiết nhất cuộc đời của mình. Hiện cũng đã gần 2 tháng nữa ca sĩ ra đi, Mạnh Quỳnh cũng có những chia sẻ mới nhất với báo chí về tâm trạng suốt những ngày vừa qua và cuộc sống hôn nhân 17 năm với vợ tại Mỹ. Với câu hỏi gần 2 tháng phi Nhung qua đời, anh đối mặt nỗi đau mất đồng nghiệp thân thiết thế nào, Mạnh Quỳnh thẳng thắn thừa nhận: "Tôi buồn, hụt hẫn thương xót và đau lòng. Lễ cúng 49 ngày của phi Nhung đã qua nhưng tôi vẫn chưa thể tin và chấp nhận sự ra đi của cô ấy." Anh tâm sự thêm: "Đối với tôi, Nhung là người bạn thân thiết ở ngoài đời, còn khi lên sân khấu là bạn diễn, là người tình sân khấu khó ai có thể thay thế được." Hát với Nhung vẫn là tuyệt vời nhất. Trình diễn với các ca sĩ nữ khác, tôi cũng có cảm xúc nhưng chỉ ở một mức độ nào đó chứ không gần gũi bằng lúc hát với Phi Nhung. Được biết, nếu không có dịch bệnh, anh và ca sĩ Phi Nhung đã định sẽ tổ chức một live show hoành tráng để kỷ niệm 20 năm đứng trên sân khấu và song ca cùng nhau. Đặc biệt, cả hai còn dự tính sẽ làm album, MV và quay thêm một tuần cải lương bên cạnh những tâm tư về người bạn tri kỷ mạnh quỳnh cũng bật mí nhiều điều thú vị trong cuộc sống hôn nhân với vợ mình theo đó anh chia sẻ công việc của vợ làm theo giờ hành chính nên cô thường xuyên bận rộn những ngày trong tuần ngược lại anh khá bận biệu với lịch trình đi diễn vào cuối tuần do đó trong gia đình mạnh quỳnh thường xuyên đảm nhận việc quán xuyến mọi thứ từ chợ búa nấu nướng đến dọn dẹp nhà cửa Đồng thời, bạn thân Phi Nhung cho biết anh sẽ dành khoảng thời gian bữa tối để vào phòng thu sáng tác và lâu lâu sẽ nghỉ nhận show để đưa vợ con đi chơi hoặc ăn uống. Ngoài ra, Mạnh Quỳnh cũng tiết lộ trong gia đình, vợ chồng anh thường chia sẻ gánh nặng kinh tế với nhau nên chuyện tài chính sẽ không bị ảnh hưởng nếu một trong hai bị thất nghiệp về cách dạy con nam ca sĩ cho biết vợ là người đặt ra tiêu chí nguyên tắc và cách dạy con còn tôi chỉ làm theo chỉ thị từ cấp trên mà thôi vợ tôi giáo dục con rất tốt lâu lâu tôi chỉ nhắc nhở con sống cho tử tế không lọc lừa dối trá mạnh quỳnh tâm sự hiện tại anh cảm thấy cuộc sống của mình đã đầy đủ không còn quá nhiều mong ước trong sự nghiệp trừ việc chỉ mong khán giả mãi yêu thương đón nhận và được về quê hương hát phục vụ khán giả trong những năm tháng còn lại của cuộc đời bạn nghĩ gì về những chia sẻ này của mạnh quỳnh Thương Tính bị chỉ trích vì kể lễ, Trịnh Kim Chi nói rõ lý do không kêu gọi quyên góp. Những ngày gần đây, nghệ sĩ Thương Tính bất ngờ nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng khi thông tin vợ con bỏ đi được lan truyền trên mạng xã hội. Mới đây nhất vào tối qua ngày 24 tháng 11, ông lại xác nhận mình có kết quả xét nghiệm là F0. Ngày sau đó, Thương Tính tiếp tục thừa nhận mình rơi vào hoàn cảnh khó khăn khi bên cạnh việc vợ con bỏ đi, ông còn nợ tiền nhà và bản thân không có nổi 1 ngàn để xài. Tuy nhiên, bất ngờ là nam nghệ sĩ gạo cội lại bị chỉ trích nặng nề. Cụ thể, không khó để bắt gặp những bình luận ném đá thương tính và thể hiện rõ thái độ bức xúc khi trong lúc dịch bệnh, ông đã nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ mạnh thường quân và nhất là nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi, nhưng bây giờ lại hết tiền xài thì lên mạng kể lễ. Nhiều người cho rằng ông xài tiền như nước và tiếp tục than khổ để xin tài trợ. Một số khán giả nhận định, nhiều người họ còn khổ hơn chú gấp mấy lần, cứ tiêu hết tiền là lên mạng xin xỏ, được tí tiền lại phung phí tiêu pha. Ai cho chú hoài? Liên hệ với thương tính về việc ông được hỗ trợ đến tận 800 triệu đồng và một chiếc ô tô nhưng đã bay hết chỉ sau 8 tháng, nam nghệ sĩ phản bác thông tin mình tiêu xài phung phí dẫn đến tình trạng kiệt quệ. Cụ thể, thương tính cho biết, tôi xác nhận là có thông tin này nhưng cũng không phải vì do tiêu xài phung phí. Sau khi nhận tiền, tôi đã bàn giao hết cho vợ để mua đất để xây một căn nhà cấp 4 ở quê. Thứ hai nữa là đóng bảo hiểm cho con gái của tôi hết mấy trăm triệu để khi 18 tuổi, con tôi có một số tiền để sinh sống mà khác là một trong số những người nhiệt tình nhất trong việc giúp đỡ thương tính trước đây. Nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kiểm Chi chia sẻ mình đã nắm được tình hình của đàn anh. Tuy nhiên, cô cũng bày tỏ suy nghĩ về việc 800 triệu đồng được chi tiêu quá nhanh. Theo đó, nữ diễn viên cho hay, đó là vấn đề của anh ấy, tôi không thể trả lời được. Quỹ giúp đỡ anh thương tính thông qua tôi thì tôi đã trao hết rồi. Tôi cũng đã giao hợp đồng bảo hiểm và tiền còn lại cho vợ anh giữ. Còn số tiền ảnh nhận riêng vào tài khoản của vợ ảnh, sau tôi nắm được? Không chỉ thế, nghệ sĩ túi Trịnh Kim Chi cũng tiết lộ có một nhà hảo tâm đã thông báo với mình rằng đang lo chu toàn mọi việc cho thương tính. Thậm chí chính người này còn phát hiện ra năm nghệ sĩ nhiễm bệnh và cũng hàng ngày lo thuốc thang, cơm nước. Vì thế cô chia sẻ, tối qua khi nghe ảnh thang như vậy thì tôi cũng bất ngờ nhưng tôi liên hệ với anh ấy chưa được. Đặc biệt, nghệ sĩ Tú Trịnh Kim Chi cũng thông báo mình sẽ không còn đứng ra nhận hỗ trợ cho thương tính nữa là vì công việc những ngày còn Tết khá bận rộn. Cho nên dù có nhiều người liên hệ với cô nhờ giúp đỡ đàn anh, nhưng cô đều từ chối và cho số điện thoại để họ tự liên lạc trực tiếp. Bạn nghĩ gì về việc thương tính sử dụng số tiền 800 triệu của các nghệ sĩ và mạnh thường quân trong ngoài nước quá nhanh, cũng như những chia sẻ của nghệ sĩ Tú Trịnh Kim Chi? Những thực phẩm hỗ trợ ngăn ngừa cảm cúm khi dịch cảm cúm bùng phát, bạn cần có ý thức tự bảo vệ bản thân khỏi nhiễm bệnh. Việc thường xuyên rửa tay sạch và tiêm phòng là điều quan trọng nhất. Bên cạnh đó, hãy chú trọng sử dụng một số thực phẩm bởi chúng có khả năng phòng chống cúm đáng kinh ngạc. 1. Nấm Nấm có đặc tính kháng virus có thể giúp cơ thể chống lại virus cúm. Điều này được cho là nhờ vào một loại carbon hydrate có tên là leucans. Mỗi loại nấm cung cấp dưỡng chất khác nhau, vì vậy hãy tối ưu hóa các lợi ích tăng cường miễn dịch bằng cách kết hợp nhiều loại nấm vào các món ăn như nấm mỡ, shiitake và maitake. 2. Tỏi các thực vật họ allium như hành, hành tây và hẹ, đặc biệt là tỏi, đã được chứng minh là làm giảm mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng cảm lạnh và cúm bằng cách tăng hoạt động của các tế bào tự nhiên. 3. Kiwi Vitamin C là một chất dinh dưỡng chống cảm cúm vì có một số nghiên cứu chỉ ra rằng vitamin có thể rút ngắn thời gian mắc cảm lạnh. Mọi người thường được khuyên dùng nước cam để tăng khả năng miễn dịch. Thay vào đó, hãy tìm đến trái cây nguyên chất. Một tách nước cam chứa 160% nhu cầu vitamin C hàng ngày, một cốc nước bưởi cung cấp 120%. Tuy nhiên, một cốc kiwi đã đánh bại các loại với 273% giá trị vitamin C hàng ngày. 4. Hạt bí đỏ Kẽm rất cần thiết khi bạn cần loại bỏ các triệu chứng bệnh và hạt bí ngô là một trong những nguồn thực vật tốt nhất chứa khoáng sản. Bên cạnh đó, hạt hướng dương cũng là một nguồn vitamin E tuyệt vời, một chất dinh dưỡng khác có thể hỗ trợ miễn dịch. 5. Sữa chua nguyên chất Các loại thực phẩm lên men như sữa chua có chứa men vi sinh đã được chứng minh là thúc đẩy hoạt động của các tế bào tự nhiên, theo nghiên cứu năm 2017 được công bố trên tạp chí Nutrients, chỉ cần chắc chắn rằng loại sữa chua được sử dụng không chứa đường. Các lựa chọn khác nếu không muốn dùng sữa là kombucha, dưa cải bắp muối và kim chi. 6. Nước Nước rất quan trọng đối với mọi quá trình sinh lý trong cơ thể con người. Khi bị mất nước, cơ thể không thể chống lại bệnh tật như bình thường. Nước là lựa chọn tốt nhất, tiếp theo là trà không đường nếu muốn dùng đồ uống với một chút hương vị. Tin tức vừa rồi đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị và các bạn. Mọi ý kiến đóng góp về cho chương trình xin để lại bên dưới. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại vào bản tin sáng mai vào lúc 8 giờ trên Fanpage Ibis.